xem một cô gái có tươi bướm như này. Cảm ơn cả nhà đón xem video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đến với kênh Tô Trang. Có gì hôm nay cả nhà của mình tôi với Trang thì sẽ là cái đầu là gì nhỉ? Mình đã thành xong bức tranh rồi. Cảm ơn mọi người đã xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.